Chiếc cầu dây văng dài nhất thế giới được khánh thành ở Trung Cộng, tin từ Thiệu Hân. Chiếc cầu dây văng dài nhất thế giới ngày hôm qua được khánh thành mở cửa cho giao thông ở miền đông của Trung Cộng. Cầu dây văng Gia Hưng – Thiệu Hưng nối thành phố Ông Châu, tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải bắt đầu cho xe chạy từ hôm 28 tháng 5, nhưng ngày hôm nay mới chính thức khánh thành sau 4 năm xây dựng. Theo các nhà thiết kế, cầu có hai trụ cáp chính cao 227 thước. Phần vượt biển của cây cầu chỉ dài 10 cây số, nhưng phần thân cầu có chiều rộng là 40.5 thước, gồm 6 lần xe chạy, tốc độ tối thiểu quy định là 100 cây số giờ. Bề ngoài của cầu tương tự như một cây cầu treo nhưng lại khác biệt trong cách thức xây dựng. Sau khi khánh thành cầu, việc đi lại từ Ông Châu tới Thượng Hải sẽ rút ngắn được hơn 1 giờ đồng hồ. Giám đốc xây dựng phần thân chính cây cầu là ông Lin Zhaojin cho biết, ông từng lái xe băng qua cầu sau khi công ty ông hoàn thành phần thông xe. Nhiều tài xế nói rằng họ cảm thấy rất thuận tiện từ khi có cây cầu này vì giúp cho họ tiết kiệm nhiều thời gian. Đoạn băng video cho thấy trong buổi khánh thành, chiếc xe đầu tiên chạy ngang qua sợi dây ruy băng do hai người múa lân truyền thống nắm giữ.